Đây là anh Bùi Hoàng Bằng, chủ nhân của cơ sở nuôi rắn ri cá, tọa lạc trên tuyến lộ ô tô hướng về ấp 2 xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nơi mỗi năm cung ứng cho thị trường gần 500kg rắn thương phẩm và khoảng từ 6 đến 7.000 con rắn giống tại các địa bàn trong huyện và các tỉnh lân cận như Đồng Tháp, Sóc Trăng. Khởi nghiệp từ năm 2009 với vài triệu đồng ít ỏi, từ vài chục con rắn ri cá ban đầu thì tính đến nay anh Bằng đã sở hữu đến 18 vèo nuôi với số lượng trên 1.200 con rắn ri cá sinh sản và cả rắn thịt. Chỉ cần một vèo lưới khoảng 6 mét vuông thì đã có thể nuôi được 100 con rắn cá thịt, nhẹ nuôi lại đỡ tốn công chăm sóc, mỗi tuần chỉ cần cho ăn khoảng 3 lần. Và nếu như đạt đủ các điều kiện về môi trường và dinh dưỡng thì sau khoảng 1 năm rưỡi là có thể đạt trọng lượng trên 1 kg một con. Kỹ thuật nuôi rắn thì đơn giản lắm, chủ yếu là nó khỏe hơn cá, kỹ thuật thì nó cũng đơn giản. Con rắn tới thời điểm giao phối thì mình bỏ rắn cái rắn được 50-50 hoặc là 1-2. Khi mà nó có trứng để nuôi trứng, lên mở nuôi trứng thì lúc đó mình phải tăng cái lượng thức ăn gấp đôi, gấp ba. Còn đối với rắn sinh sản thì sau khoảng 12 tháng sẽ bắt đầu mang trứng và đẻ lứa từ 10 đến 30 con. Năm sinh sản đạt cao thì cũng khoảng là 6.000 ngoài. Rồi do đó thì cái việc cung cấp giống cho bà con thì cũng có tư vấn kỹ thuật về cái dụng cụ nuôi, tận dụng những cái gì mà có của địa phương thì mình làm cho cái vật thể, cái dụng cụ nuôi đó nó phù hợp với cái tự nhiên hơn. Còn cái về mà cái điều kiện mà cho ăn và chăm sóc rắn thì tùy theo rắn nhỏ thì mình cho ăn con mồi nhỏ như cá lồng tâm, cá sặc, cá gầm, cá gô. Với giá thị trường hiện nay dao động từ 380.000 đồng đến 420.000 đồng một ký rắn ri cá thương phẩm. Sau khi trừ hết chi phí con giống, mùn lưới và thức ăn, tính ra với một ký rắn thương phẩm, người nuôi có thể lời khoảng hơn phần nửa. Chính vì thế, đây thật sự được xem là mô hình phù hợp với các nông hộ ít đất sản xuất ở nông thôn. Riêng anh Bằng, bên cạnh việc cung ứng giống nuôi, anh còn rất tận tâm trong việc hướng dẫn kỹ thuật cho những hộ nuôi mới tham gia làm nghề. Thay vì chỉ trồng chậu hoa 10 giờ mang một màu như những nông dân khác, thì để tăng thêm sức hút, tạo sự mới lạ cho sản phẩm hoa, hộ bà Lê Kim Cương ở khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc đã sáng tạo nên một chậu hoa 10 giờ có đến 10 màu sắc khác nhau như thế này. Nhiều du khách ghé thăm đều phải trầm trồ trước sự độc đáo sáng tạo của người nông dân Sa Đéc. Và nếu như chậu hoa 10 giờ thông thường có giá bán 5.000 đồng một chậu, thì giá bán của những chậu 10 giờ nhiều màu sắc này lên đến gấp 5 lần, tức là 25.000 đồng. Đối với một chậu nhỏ để treo và trưng trên bàn làm việc, còn đối với những chậu lớn để trưng bày trong sân vườn trước cửa nhà thì có giá bán từ 120 đến 130.000 đồng. Đa phần là phục vụ cho khách tham quan và cung ứng hàng cho những khách ở các tỉnh Vĩnh Long, Phan Thiết. Chia sẻ với chúng tôi, bà Cương cho biết đây thực chất là giống hoa 10 giờ Thái, có rất nhiều màu chứ không chỉ độc nhất một màu như hoa 10 giờ thông thường. Và việc trồng cũng rất đơn giản, chỉ cần chọn ra 10 màu khác nhau rồi cùng gieo trồng trong một chậu. Sau thời gian chăm sóc khoảng 1 tháng là có thể xuất bán ra thị trường. Sáng nay ngày 19 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Cường, sinh năm 1987, trú tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và Nguyễn Hiếu Nghĩa, sinh năm 1998, trú tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật. Cụ thể, Phan Văn Cường và Trần Thị Cẩm Tây, sinh năm 2001, trú tại huyện Tịnh Biên, đã đem lòng yêu mến nhau được khoảng 2 tháng nay, nhưng bị gia đình Tây ngăn cấm. Khi hay tin bạn gái cũ sắp lên xe hoa cùng với người khác, đối tượng Cường đã rủ rê đồng bọn là Nghĩa, bàn bạc kế hoạch bắt cóc và đưa Tây ra đảo Phú Quốc để cùng chung sống với nhau. Đến sáng ngày 14 tháng 9, khi Tây vừa xuất hiện ở một trạm xe buýt trên đường Nguyễn Văn Thoại thuộc khóm Châu Thới, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, thì bất ngờ bị Cường và Nghĩa bịt mặt kéo vào trong xe. Do trước đó, người tài xế mà Cường thuê lái xe không hề biết ý định bắt cóc, thấy Tây ngồi trên xe dừng lại giãy giụa chống cự quyết liệt nên đã dừng xe lại. Lúc này, lực lượng công an đến kiểm tra và giải cứu được Tây an toàn.
Tiếp theo chương trình cũng là một vụ mâu thuẫn xuất phát từ chuyện tình cảm nam nữ thưa quý vị. Thế nhưng, câu chuyện này lại mang tính chất nghiêm trọng hơn so với vụ việc vừa rồi, bởi đã có một người phụ nữ tử vong thương tâm dưới nhát dao chí mạng của người đàn ông này, vốn chính là người đầu ấp tay gối cùng nạn nhân trong suốt hơn một năm qua. Nguyên nhân chính xuất phát từ hệ lụy của ma men, cộng thêm bản tính nóng giận, mất kiểm soát hành vi đã dẫn đến những hậu quả vô cùng đau lòng. Người thì mãi mãi nằm xuống, kẻ thì vướng vào con đường lao lý suốt 17 năm ròng. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Phạm Quốc Cường, 37 tuổi, hộ khẩu tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, là người đã có gia đình riêng, sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa. Thế nhưng khi đi làm ăn ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, y lại sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ tên Lê Thị Mai, cùng quê Khánh Hòa, và hơn Cường 13 tuổi. Cường được xem là người nghiện rượu, thường xuyên trở về nhà trong tình trạng say xỉn, khiến bà Mai nhiều lần bực bội căng nhằn. Mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm vào ngày 15 tháng 7. Giữa hai người đã xảy ra cự cãi lớn. Bà Mai đã đập vỡ chiếc điện thoại di động mà vợ Cường mua trả góp cho y, khiến Cường nổi giận, dùng dao chém nhiều nhát vào cổ bà Mai, khiến nạn nhân gục tại chỗ tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Cường đã chốt cửa, cắt dây dẫn bình ga để ga xì, hòng gây ra vụ hỏa hoạn che lấp mọi tội lỗi của y. Nhưng bình hết ga nên y bỏ trốn. Không lâu sau đó, đối tượng Cường đã bị bắt giữ. Kết quả, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cường 17 năm tù về tội giết người, buộc phải bồi thường 92 triệu đồng tiền chi phí mai táng và gần 70 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì theo ghi nhận của chúng tôi, trong quá trình điều tra đã có kết quả giám định tâm thần cho thấy Cường bị rối loạn nhân cách và hành vi, loạn thần, ảo giác, dẫn đến hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Nguyên nhân của các bệnh lý này đều xuất phát từ việc uống rượu nhiều và thường xuyên. Và tiếp theo chương trình sẽ là một vụ ẩu đả gây ra thương tích nghiêm trọng cho 3 cán bộ công an và một người dân. Điều đáng nói là không ai có thể hiểu được vì nguyên nhân gì lại khiến cho nam thanh niên này có hành động một cách khó hiểu và hung hãn đến như thế. Bởi trước đó, hoàn toàn không hề có mâu thuẫn gì xảy ra giữa y và các nạn nhân. Thông tin chi tiết vụ việc rốt cuộc là như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh và nội dung mà phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận được từ Tòa án Nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đây là bị cáo Nguyễn Ô Kim, còn có tên gọi khác là Orin, 34 tuổi, ngụ tại xã Phương Đình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp mở phiên xét xử vào sáng nay ngày 19 tháng 9 về tội danh cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 10 năm 2018, sau khi nhậu say, Kim đã mang theo trên người một cây kéo bằng kim loại, trên đường chạy xe về nhà, ngang qua một cửa hàng bán vật liệu xây dựng tại xã Phú Ninh, huyện Tam Đông. Kim đã bất ngờ dùng kéo đâm nhiều nhát vào chân ông Huỳnh Văn Liêm đang nằm võng ngủ tại đó, gây thương tích cho nạn nhân tỷ lệ 2%. Nhận được tin báo, công an xã Phú Ninh kết hợp cùng công an huyện Tam Nông đã lên đường truy tìm đối tượng. Công an liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, nhưng Kim vẫn tiếp tục bỏ chạy, lạng lách đánh võng trên đường, cố ý khiêu khích lực lượng chức năng. Đột nhiên y phanh gấp xe lại và bất ngờ dùng kéo đâm liên tiếp vô cùng hung hãn, gây ra thương tích cho 3 cán bộ công an với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 44%. Kết quả, hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Thanh Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ô Kim mức án 8 năm tù. Theo như ghi nhận của chúng tôi thì trước đó bị cáo Nguyễn Ô Kim đã một lần bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản, hai lần được đưa vào trung tâm cai nghiện về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Và bản thân Kim cũng là người nghiện ma túy, nhiễm HIVS, lại có cả thêm bệnh lý tâm thần nữa. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình là một thông tin mà quý bà con cần hết sức lưu ý và cảnh giác, biết rõ người bạn của mình từng bị vướng vào một tiền án về tội đánh bạc. Lợi dụng điều này, đối tượng thông qua điện thoại đã tự nhận mình là công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, liên tiếp nhiều lần buộc nạn nhân phải đưa số tiền lên đến vài triệu đồng. Và cũng may là nạn nhân trong vụ việc là một người khá tỉnh táo nên đã không mắc bẫy. Chứ nếu là những người nhẹ dạ cả tin khác thì thực sự đã trở thành con mồi ngon cho bọn lừa đảo. Chiều ngày 18 tháng 9, Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vừa mời đối tượng Giảng Phú Châu, 33 tuổi, trú tại ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy để làm rõ hành vi giả danh công an. Trước đó, khoảng tháng 2 năm 2018, một người bạn hàng xóm của Châu vừa được công an trả lại một chiếc xe mô tô bị tạm giữ trong một vụ đánh bạc trước đó. Lợi dụng điều này, Châu đã nhiều lần sử dụng sim rác, xưng là cán bộ công an huyện Vị Thủy, điện thoại cho người này yêu cầu đưa tiền, ban đầu là 1 triệu đồng, sau đó tăng lên 3
triệu đồng, nếu không sẽ bị tạm giữ xe mô tô lần nữa và chuyển thông báo về nơi làm việc. Nhận được tin báo của bị hại, qua điều tra, công an huyện Vị Thủy đã tìm ra đối tượng gây ra vụ việc. Bước đầu Châu khai nhận, mục đích của việc giả danh công an là muốn chọc bạn cho vui chứ không có gì khác và cũng chưa nhận tiền. Thưa quý vị, chỉ mới vừa hôm qua thôi, chúng tôi đã dành nhiều thời lượng để đề cập về vấn nạn nở rộ những bữa tiệc ma túy trong giới trẻ. Vậy mà ngày hôm nay, cơ quan công an tại Khánh Hòa lại vừa cho biết đang tiến hành tạm giữ 11 đối tượng cũng vì hành vi giải trí nguy hiểm này, thưa quý vị. Điều đáng nói là dù tuổi đời còn rất nhỏ khi mà nhiều đối tượng chỉ mới sinh năm 2000, nhưng nhóm thanh niên này đã thuê hẳn phòng tại một khách sạn 5 sao để thỏa mãn lạc thú. Trong số 11 đối tượng bị bắt giữ có 5 đối tượng trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, 6 đối tượng còn lại đều trú tại thành phố Nha Trang với tuổi đời đều từ 18 đôi mươi. Theo đó, vào khoảng 4 giờ 50 phút ngày 18 tháng 9 năm 2018, tổ công tác của công an thành phố đã bất ngờ kiểm tra phòng 3712, khách sạn 5 sao Mường Thanh tại số 60 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ thì phát hiện trong phòng có 10 nam nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, Tô Thị Huyền Trâm đã giao nộp một nửa viên thuốc dạng nén màu xanh nước biển và khai nhận là ma túy thuốc lắc. Qua truy xét, công an bắt giữ thêm Lê Quang Huy là đối tượng bán ma túy cho số nam nữ thanh niên trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.